Toàn trường chú ý. Chào cờ, quốc ca. Vâng, xin cảm ơn thầy cô, xin cảm ơn các em. Xin mời thầy cô và các em chúng ta an toàn. Sau đây tôi xin được tổng kết thi đua tuần học thứ 31 và xin được chúc mừng lớp 6A, lớp 9C đã có thành tích xuất sắc trong tuần học thứ 31. Xin được mời đại diện của các lớp chúng ta di chuyển lên sân khấu để nhận phần thưởng. Và xin được chúc mừng lớp 9C đã giành được cờ thi đua tuần. Và xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các lớp ạ. Và xin cảm ơn thầy cô, xin cảm ơn các em. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần trao thưởng chương trình Chúng Em Bảo Vệ Môi Trường của Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Giải khuyến khích về vẽ tranh đã thuộc về các bạn Bùi Phương Trang, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Quỳnh Mai, Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thanh Tú lớp 7D. Xin mời đại diện của các bạn lên sân khấu nhận phần thưởng. Giải khuyến khích video clip thuộc về bạn Nhật Anh lớp 8D. Và chúng ta có một giải nhất video clip đã thuộc về Nguyễn Trần Quỳnh Chi, Nguyễn Vũ Ngọc Diệp, Nguyễn Lê Gia Linh, Lê Bích Ngọc và Hồ Chí Quân. Bùi Phương Trang, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Quỳnh Mai, Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thanh Tú lớp 7D, Nguyễn Nhật Anh lớp 8D, Nguyễn Trần Quỳnh Chi, Nguyễn Vũ Ngọc Diệp, Nguyễn Lê Gia Linh, Lê Bích Ngọc, Hồ Chí Quân. Và giải nhất thì các bạn sẽ kèm một voucher khóa học STEM 8 buổi trị giá 1.200.000 đồng của Cung Thiếu Nhi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mà chúng ta được mong chờ, quay về số học tập. Xin mời chúng ta sẽ đến với giải đầu tiên, chúng ta đến với giải khuyến khích. Xin mời báo số. Vàng 254. Xin mời số tiếp theo. Vàng 254 ạ. Hồng 526. Hồng 526. Xin mời số tiếp theo. Hồng 940. Vâng, có ai trúng thưởng chưa? Vâng, đã có người trúng thưởng. Xin mời số tiếp theo. Vàng 582. Phần thưởng của các bạn là một bình nước. Vâng, một bình nước rất là đẹp và rất là hữu ích. Khi các bạn đi học, các bạn có thể đem nước. Vâng, xin được giới thiệu, trân trọng giới thiệu thầy giáo Phạm Minh Khôi, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trao phần thưởng cho các bạn đạt giải trúng thưởng giải 3, giải 3 của chương trình ngày hôm nay. Phần thưởng của các bạn là một file đựng tài liệu. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các bạn đã đạt giải 3. Vâng, xin được chúc mừng bạn may mắn đã giành được giải nhì của chương trình. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Xin mời cô Nguyễn Thị Anh Tuyết, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trao giải nhất
cho các bạn gặp may mắn trong chương trình Quay Về Số Hậu Tập ngày hôm nay. Vâng, rất tiếc là chúng ta có hai giải nhất mà mới chỉ có một bạn lên nhận thôi. Không biết là vé số còn lại đang ở đâu. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Phần thưởng của bạn là một chiếc đèn bàn mini. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thạc sĩ Trương Văn Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường sẽ lên trao giải đặc biệt trong chương trình Quay Về Số Học Tập ngày hôm nay. Rất may mắn đúng không ạ? Phần thưởng của bạn là một chiếc ba lô và một hộp kẹo. Vâng, hộp kẹo của thầy Khôi dành cho giải đặc biệt. Vâng, xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Xin cảm ơn thầy ạ, xin cảm ơn. Xin kính chào quý thầy cô và tất cả các con. Xin chúc chúng ta có một tuần mới tốt lành. Tuần này như thông lệ thì lâu lắm rồi thầy mới lại được nói chuyện với các con và lắng nghe những câu hỏi. Con thưa thầy là cho con hỏi, đây là câu hỏi mà con nghĩ là toàn bộ khối 9 đang có yêu cầu là khi nào thầy Khôi trả văn cho bọn con ạ? Thầy Khôi trả lời được ngay mà. Nhưng chắc là chỉ có 9D okay. Thôi chứ. Cảm ơn cô 9 là sáng nay thầy đã ghép phách xong và trong sáng nay các thầy cô sẽ trả bài cho con. Con thưa thầy là đây con có hai câu hỏi cho hai giáo viên ạ. Đầu tiên là cho thầy Khôi ạ. Thầy ơi là kẹo của con thì bao giờ có ạ? Tại vì là con đã uy tín là con được trên 8 điểm văn rồi mà kẹo thì chưa có. Và câu hỏi cho con hỏi cô Thắm ở đâu ạ? Cô Thắm ơi ạ. Thì hôm nay là Facebook báo là sinh nhật cô. Con muốn thay mặt tất cả các bạn lớp 8D là chúc cô sinh nhật tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc và luôn và có người yêu ạ. Vâng, và chương trình chào cờ đến đây là kết thúc. Xin mời các thầy cô và các bạn học sinh chúng ta nghỉ. Các bạn học sinh chúng ta thu ghế và di chuyển lên lớp. Lớp 7B làm nhiệm vụ trực tuần.